Vâng, Thiên Định xin chào toàn thể quý chị nha. Chào mừng toàn thể quý chị quay trở lại kênh YouTube Thiên Định TV. Hiện tại đây thì Thiên Định đang có mặt ngay tại trục đường Hải Âu 03, dự án Vinhome Ocean Park Gia Lâm. Và hôm nay đây Thiên Định đang muốn chia sẻ với quý chúng ta một cái cặp căn. Một cặp căn nghĩa là hai căn cạnh nhau, hai căn song lập quý chị nhá. Có mặt ngay tại trục đường Hải Âu 03. Một trong những cái trục shop house mà cái thời điểm sốt thì rất là sôi động. Như anh chị chúng ta có thể thấy được rằng là cái trục shop house này nó nằm đối diện với bên này là khu thương mại dịch vụ Hải Âu 9. Đấy, thì cái khu thương mại dịch vụ Hải Âu 9 này là cái khu phố đi bộ và hiện tại thì không gian cảnh quan rất là đẹp. Và đây là một trong những cái khu thương mại dịch vụ phố đi bộ nó đẹp nhất tại Vinhome Ocean Park. Thì cái căn shop house của chúng ta đây. Căn này thì rất là đẹp, không lỗi, không đường đâm, vị trí rất là thoáng. Và hiện tại thì gia chủ đang muốn bán và mức giá bán thì Định đang thấy là cực kỳ hợp lý. Đây, quý chị nhìn, đây, đây là một cặp căn của chị nhá. Thì mỗi căn diện tích của nó thì là diện tích của nó là 149,4 m vuông một căn. Đấy, thì là mặt tiền của nó là 8,3 m. 8,3 m thì quý chị cũng có thể thấy được là diện tích nhân lên nó là 16,6 m đúng không ạ? 16,6 m mặt tiền. Đấy, và diện tích xây dựng một căn có là 60 m. Thì nếu hai căn thì diện tích xây dựng của nó lên đến là 100 bao nhiêu? 60 120 đúng không ạ? 120 m. 120 m cho một cái cặp shop house với cái mặt tiền lên đến 16,6 m đúng không ạ? Nói chung là vị trí thì rất là đẹp luôn. Và cái trục đường này thì nó gần với bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec của chị nhá. Thì hướng cũng là hướng Đông Nam. Và bây giờ thì Định sẽ mời chúng ta vào một căn đi. Chúng ta sẽ vào một căn bên trong để tham quan nhá. Đây. Đây, đầu tiên chúng ta sẽ đi xung quanh sân vườn trước. Nó là song lập cho nên là thoáng ba mặt của chị nhá. Nó thoáng ba mặt. Đấy, mặt trước, mặt hông và mặt sau. Vì cái diện tích đất lên đến gần 150 m mà diện tích xây dựng của nó thì chỉ có 60 m thôi. Chính vì vậy mà cái sân vườn bên ngoài nó tương đối rộng và còn khá là nhiều đất của anh chị ạ. Thì ở đây thì chúng ta nếu như chúng ta mà kinh doanh thì chúng ta có thể lạp mà lợp mái. Như cái video trước thì Định đã quay một cái căn hoàn thiện rồi đúng không ạ? Thì là lợp mái và làm mái thì chúng ta có thể là bày bàn ghế cũng như là những cái vật dụng kinh doanh chúng ta để ở cái tầng 1 coi như là full hết được đúng không ạ? Chính vì vậy mà coi như cái tầng 1 là một cái tầng chúng ta có thể là kinh doanh được full nha anh chị nha. Full diện tích là 100 gần 150 m. Đấy, còn diện tích xây dựng bên trong cũng là 60 m một sàn. Hướng Đông Nam thì rất là mát và đặc biệt là cái trục này là cái trục đường rất là thông đúng không ạ? Trục Hải Âu 3 đặc biệt là phân khu Hải Âu thì tất cả căn đều được kinh doanh. Và cái đường nó rất là thông này, nó gần ngay với ngã ba bên này. Gần với ngay với ngã ba này đường không bị đâm cho nên là rất là thoáng rồi chị nhá. Đây, trên định cho mời anh chị ta vào bên trong này. Đây, bên trong là cái diện tích xây dựng. Đấy, diện tích xây dựng sàn. Đấy, thì đã được chát bên trong. Và chát bên trong rồi chị nhá. Đây là có đường ống nước mưa này. Đấy. Có những cái căn chưa có hoàn thiện mặt ngoài cũng như là bên trong chưa chát, nhưng mà như căn này thì là đã hoàn thiện mặt ngoài và đã chát trong rồi. Đấy. Thì hai căn hiện tại thì gia chủ đang rất là muốn bán. Và cái giá một căn hiện tại thì là nếu như bán thì chắc chắn là không bán lẻ của chị nhá. Đấy, và chỉ bán cả cặp. Đấy, và cái giá của nó là đang là 22 tỷ một căn. Thì cả cặp của nó là đang 44 tỷ bao toàn bộ phí cho anh chị luôn. Đấy, với cái mức giá này thì Thiên Định chia sẻ luôn là đang quá là rẻ. Trong cái thời điểm này với mức giá 22 tỷ cho một căn như này thì quá là rẻ. Nếu chúng ta mua đơn ấy, thì khác. Nhưng mà hiện tại thì để mà tìm được một cái cặp căn như này có cái diện tích mặt tiền như này để mà chúng ta ở hoặc kinh doanh thì cực kỳ hiếm luôn chị nhá. Tại vì sao? Cả một cái dãy kể cả Hải Âu 2 nó chỉ có đếm, thì Định đếm ra nó chỉ có tầm 3 cặp căn thôi. Đấy, còn Hải Âu 3 hiện tại đang chỉ có 1-2 cặp căn nhá chị nhá. Đây là một trong những cái cặp căn cực kỳ hiếm và hiện tại mà gia chủ đang mong muốn bán. Đấy, và Thiên Định cũng chia sẻ luôn là không bán lẻ mà chỉ bán cả cặp. Đấy, và cái mức giá này là quý anh chúng ta phải hiểu được một điều là cái thời điểm cao ấy thì những cái căn song lập như này đối với lẻ một căn thì nó đã rơi tầm khoảng 28 đến 30 tỷ rồi. Đó là một cái lúc thời điểm cao dư riêng một cặp căn này thì khách nha quý chị nhá. Cặp căn này khách đã giã lên đến mức tầm khoảng là 55 tỷ nhưng mà gia chủ không bán nha quý chị nhá.
Đấy, và bây giờ đang bán với mức giá là 44 tỷ cho một cặp căn. Thì định thấy được rằng là đối với cái mức giá này mà chúng ta mua vào thì thì cái thời gian mà ví dụ như có sóng mà sóng lên ấy, thì chắc chắn một điều rằng là cái như cái cặp căn nó tăng giá rất là cao. Nó tăng giá cao hơn và tốt hơn so với những cái căn đơn, căn lẻ của anh chị nhá. Tại vì sao là diện tích xây dựng tại Hải Âu 3 nó rất là ít. Đấy, một căn nó chỉ xây có 60 mét thôi, đúng không ạ? Để mà chúng ta mở rộng kinh doanh hoặc là mở rộng nhà hàng thì bắt buộc là với cái diện tích xây dựng sàn nó phải lớn. Mà đối với một căn mà chỉ có 60 mét thì rất là bé. Chính vì vậy mà để chúng ta muốn mở rộng kinh doanh thì bắt buộc chúng ta phải có cái diện tích xây dựng sàn lớn. Thì ở đây với diện tích xây dựng sàn 60 mét nhân đôi là 120 mét là một trong những cái phương án. Và Thiên Định tin chắc rằng những cái sản phẩm này tương lai tiềm năng nó sẽ tăng giá rất là cao nha anh chị nhá. Ok, Thiên Định xin chân thành cảm ơn toàn thể chị đã theo dõi video của Thiên Định. Nếu như anh chị chúng ta quan tâm có thể liên hệ trực tiếp với Thiên Định thì Thiên Định sẽ mời anh chị chúng ta đi xem thực tế cũng như là ngắm cái sản phẩm này xem nó đặc biệt và như nào nha. Thiên Định phải chia sẻ là đây là một cái sản phẩm đặc biệt, quá đặc biệt luôn, đúng không ạ? Tại Vinhome Ocean Park của chúng ta để mà chúng ta sở hữu các cặp căn thì cực kỳ ít cô chị ạ. Thời điểm đầu chúng ta có thể mua được nhưng mà đến thời điểm này trải qua 4 năm rồi, 4 năm rưỡi gần 5 năm rồi thì để mà chúng ta có thể mua được những cái cặp căn như này hầu như là quá là hiếm và quá là ít của anh chị ạ. Đấy, thì coi như chúng ta hãy nhớ ấn nút theo dõi để không bỏ lỡ những video tiếp theo của Thịnh nhé. Thì sẽ chia sẻ rất nhiều thông tin về dự án Vinhome Ocean Park, đặc biệt là sản phẩm đầu tư trong thời điểm này. Ok, Thịnh xin chào. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể chị ra những video tiếp theo nhé. Thịnh xin chào.